Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, dù chúng ta rất thận trọng, nhưng khi gặp phải tình huống ngoài dự tính cũng có thể mắc sai lầm. Như câu chuyện truyền thanh, dinh dự này vô giá mà tác giả Lê Ngọc Diễm sẽ đề cập trong chương trình hôm nay nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là một tình huống như vậy. Nội dung câu chuyện này sẽ như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hữu Phúc, giai ông Ba Hòa, Kim Liên giai Bà Châu, Hồ Trải giai ông Năm Kỷ, Tường Duy giai Khâm, Quang Yến đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Sáng nay, ông Ba Hòa ăn mặc tươm tất rồi đạp xe chạy đến chỗ hẹn với một người mà ông Bảy đã giới thiệu. Đến nơi thì ông gặp ngay một thanh niên mặt mày sáng sủa quạt bát và câu chuyện của họ bắt đầu. Dạ, con chào bác Ba. Con là Khâm, người của công ty dược phẩm Phú Quý. Con đến từ thành phố đó bác. À, tôi uh, có nghe chú Bãi nói uh, là ở trên đó uh, muốn tìm người quảng cáo uh, loại thuốc mới sản xuất. Nhưng mà tôi thắc mắc là sao phải tới tận dưới này vậy chú Khâm? Rồi còn phải tìm mấy ông bộ đội gì uh, hưu nữa. Tôi nghĩ thiếu gì người làm được việc này. Dạ, cũng vì quá nhiều người làm được nên tụi con á uh, không muốn lặp lại cách quảng cáo của họ đây à, là mặt hàng mới, lại có giá trị cao, cho nên à, tụi con phải tìm người có uy tín, có tướng mạo đẹp và đặc biệt phải là sĩ quan quân đội để đảm bảo độ tin cậy của khách hàng đó bác ba ơi. Nhưng mà nào giờ á, bác chưa có từng làm công việc này, với lại à, ba cái thứ thuốc men à, bác không có biết cái gì mà đứng ra giới thiệu với người tiêu dùng, liệu có ổn không? Bác khỏi lo, chuyện chất lượng, hiệu quả điều trị và mọi thủ tục để lưu hành trên thị trường công ty con lo hết chỉ cần tìm người phù hợp nữa là lên sóng thôi bác ơi. Mà hỏi thiệt nghe. Rồi chú em thấy uh, tôi làm sao? Có đáp ứng yêu cầu của chú không? Chú bảy có tả sơ sơ về bác, gặp bác thì con thấy rất là ok. <laughs> Nhưng nhìn bác chạy chiếc xe đạp, con tội nghiệp bác dữ lắm. Ôi, bác lớn tuổi rồi, đi xe máy nó không có an toàn bằng cái chiếc xe này đâu. Với lại từ nhà tới đây chừng có một cây số hả coi như tập thể dục luôn. Đâu Giờ chú em nói về công việc cần tôi làm ra làm sao Rồi thù lao như thế nào Nếu thấy hợp lý thì tôi sẽ nhận lại Dạ, cũng không khó lắm đâu bác Còn chỉ cần bác nói lưu loát khoảng 20 giây về hiệu quả Sau khi bác sử dụng thuốc Và khuyên mọi người hãy tin dùng loại thuốc này Bởi nó đã được kiểm chứng và lưu hành trên toàn quốc rồi À, mà bác phải mặc quân phục Đeo quân quy chương càng nhiều càng tốt nghe bác Ây chà, rườm rã vậy sao Bác chịu khó một chút đi bác Chỉ vài chục giây thôi á Mà công ty tụi con sẽ trả thù lao cho bác 30 triệu đó Cái gì? 30 triệu hả? Bác thấy làm sao? Hài lòng rồi hen Con cũng xin nói thêm với bác việc này Nếu bác hợp tác với tụi con tốt Thì sẽ có những hợp đồng lớn hơn Thù lao có khi lên đến cả trăm triệu đó bác Tôi thấy thù lao cỡ dày cũng được Nhưng tôi lo là không biết loại thuốc mà tôi quảng cáo đó ra làm sao lỡ là thuốc dởm á thì chẳng những chết người mà chết cả tôi luôn nữa đó cho nên tôi phải hỏi kỹ bác yên tâm con đảm bảo với bác là giống y như những gì con vừa thông tin với bác chú bảy ở đây quen biết với con đã nhiều năm rồi chú bảy đã giới thiệu con với bác chẳng lẽ con dám đùa với người lớn nhất là bác ba đây sao nói thiệt lòng với chú em là do nhà tôi cũng đang kẹt một số tiền cho nên tôi nhận lời công ty của tuổi con á, làm ăn uy tín bác đừng có lo giờ coi như à, bác cháu mình đã thống nhất và sẽ hợp tác thành công nghe bác ba hai ngày nữa ekip thu hình sẽ tới đây bác nhớ làm theo lời con dặn nghe bác Ừ, à, được rồi ok bác cứ vậy á mà làm nghe bác bà châu mấy ngày nay lo lắng vì số tiền dài để phụ với con xây nhà nay đã đến kỳ trả mà chưa biết tìm đâu ra để thanh toán với ngân hàng bà đang suy tính thì ông ba hòa về tới thấy mặt mày vợ đâm chiêu ông nói ngay làm gì mà bà cứ nhăn nhó mấy ngày nay vậy bữa nay bà làm ơn tươi giùm tôi một chút được không ông thì lúc nào cũng bình chân như vậy chứ tôi thì lo sốt gió vì số nợ dai cho thằng hiếu cất nhà nay đến ngày trả mà mình chưa có lo đủ đây nè thôi thôi bà khỏi lo nữa tôi hứa với bà ba ngày nữa tôi đưa cho bà ba chục triệu giờ bà làm ơn cười cho tôi miếng được học tiền ở đâu mà ba ngày có ba mươi triệu thôi đừng có giỡn nữa tôi lo muốn chết rồi nè tôi nói thiệt bà không tin thì cứ chờ đi hen ba quà này á từ xưa tới nay á không có nói hai lời mà đúng không thì đúng nhưng biết đâu ông nổ cho quay thì sao Trời ơi, bà nên nhớ, ngày nào tôi còn mang cái quy hiệu cựu chiến binh này á, thì tôi mãi là tôi, là anh bộ đội cụ hồ nguyên chất nghe bà. Ừ, nói được thì làm được nghe, tôi cũng mong như vậy đó. Một tuần sau khi clip quảng cáo phát sóng, ông Ba Hòa ung um dung ngồi uống trà ở nhà, thì ông Nam Kỷ, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí ghé vô bộ bữa nay không có ra sân cầu long hả anh Năm? tôi rêm quá nên nghỉ mấy ngày nay cho nó rãn cốt đây nè. thấy ông vắng mặt ở sân cầu long mà nhắn tin thì không trả lời nên tôi ghé nhà anh coi làm sao. Ủa, tôi thấy anh quảng cáo thuốc nâng cao thể trạng người già, chống suy nhược, tăng cường sức khỏe, đủ thứ công dụng mà sau nay lại rêm mệnh. <laughs> nói thiệt với anh, tôi nói theo lời họ viết sẵn thôi chứ tôi có uống đâu biết. À. Mà anh có nghe anh em nói gì về cái vụ quảng cáo không anh em? Có, nói nhiều lắm. Hầu như không ai muốn anh làm công việc đó. Chính tôi cũng thấy vậy, nên bữa nay tôi ghé đây là muốn tâm tình với anh đó. Xưa giờ tôi với anh đâu có giấu nhau cái chuyện gì. Vợ nói tôi nghe đi. Anh bà nè, việc kiếm tiền bằng cách quảng cáo thì không có gì sai. Nhưng với cương vị là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam mà anh nhận làm vai trò đó có khác gì sơn đông mãi võ đâu anh thương anh em nên tôi bức xúc nếu nói có quá lời mong anh thông cảm cho tôi anh nói thì tôi nghe nhưng tôi thấy nhiều người cũng mặc áo lính như tôi cũng giới thiệu sản phẩm này nọ có sao đâu anh năm nói về luật pháp thì không vi phạm nếu quảng cáo cho doanh nghiệp làm ăn chân chính nhưng mà xét về mặt giá trị tinh thần về nhân cách về danh dự của một người lính thì tôi lấy làm tiếc đó anh. Anh nói vậy, chứ tôi thấy tôi ăn mặc lịch sự, lên TV quảng cáo, thầy có mất danh dự gì đâu anh. Do anh quan niệm như thế, nên anh thấy bình thường. Còn tôi, tôi rất ngại khi một ông mang quân chương đầy ngực, mà thao thao ca ngợi mấy loại thuốc trị táo bón, bệnh trĩ, yếu sinh lý. Nói thiệt nha, tôi ngượng lắm anh bà, danh dự người lính cụ hồ là vô giá, điều này anh biết quá mà bữa đầu tiên coi tôi quảng cáo trên tivi á thằng hiếu con tôi nó cũng tỏ ra ái ngại nhưng mà nó biết tôi làm để có thêm khoản tiền lo nhà cửa cho vợ chồng nó nên nó chỉ nói là con thấy ngại thôi thằng hiếu nó ngại là phải rồi anh anh biết làm sao không vì nó rất hiểu danh dự của người lính là vô giá để được mọi người trân trọng yêu quý như ngày hôm nay anh em mình luôn gìn giữ hình ảnh trong sáng, đầy khí chất qua từng câu nói, việc làm hàng ngày đó anh. Chắc không tới nỗi nào đâu anh Năm. Bởi tôi thấy thuốc này nó cũng có tên tuổi từ lâu rồi. Tụi nó khôn thiệt chứ. Thay vì mướn nghệ sĩ nổi tiếng, một mẫu quảng cáo nó phải trả một hai trăm triệu đồng. Thậm chí cả tỷ. Đằng này nó thuê một ông cấp tá, quai phong và đầy uy tín. Nhưng mà chỉ tốn có ba mươi triệu thôi tôi nghĩ mình chăn nuôi trồng trọt có khi nữa năm mới thu hoạch nhưng chưa chắc lãi được ba chục triệu đâu đằng này nói có vài câu mà thù lao như vậy là êm quá rồi nhưng đổi lại nếu rủi ro anh gặp một đơn vị kinh doanh dối trá buôn lậu hàng giá gây hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu dùng lúc đó họ chỉ nhắm vào anh bởi anh vào dai người thật việc thật mà chà chà Nghe nói điều này á làm tôi lo đây Năm. Lỡ mà gặp chuyện thiệt thì coi như tiêu đời tôi luôn. Quá ra chính mình là người đi lừa bà con sao? Đúng như vậy. Bởi người bệnh á, họ đâu biết công ty, doanh nghiệp, thuốc men ra làm sao. Chỉ nhìn vào cái ông bộ đội quân chương đầy ngực là họ tên liền. Ban đầu á, có thể hàng tốt, hàng thật. Nhưng vì lợi nhuận, họ sẽ chen vào hàng giá, hàng nhái, dù vẫn là thương hiệu cũ. Ý trời đất ơi, Sao mà phức tạp dữ vậy nè Tôi nghĩ đơn giản là mình chỉ giúp họ đưa thông tin sản phẩm đến mọi người thôi Giờ nghe anh ví dụ phân tích Tôi run thiệt đó anh Năm Bao nhiêu năm sống ở đây Cùng vui buồn có nhau Tôi quá hiểu anh mà anh ba Khẳng khái, trung thực và tốt bụng Luôn là một cựu chiến binh mẫu mực Vì vậy mà mấy tay kinh doanh có nghề Nó mò tới để câu được anh đó tôi cũng dái trời cho tụi nó làm ăn đàng hoàng chứ không thì tôi làm sao nhìn mặt đồng đội anh em bà con mình ở xứ này năm kỷ ơi ông ơi thằng hiếu á nó vừa điện thoại cho tôi hay là cái công ty dược phẩm phú quý gì đó bị phát hiện làm hàng nhái nhà nước đóng cửa rồi và cũng cắt quảng cáo trên đài luôn nó hỏi ba có hay chưa không biết ba có bị gì không nữa đâu ông điện hỏi nó coi khỏi hỏi tới hỏi lùi gì hết Để tôi mở điện thoại lên coi tin tức là biết liền ha Đây đây Công ty dược phẩm phú quý Bị phát hiện làm hàng nhái đưa ra thị trường 7 trong số 15 mặt hàng của công ty Có dấu hiệu sai phạm Đã sử dụng hàng trôi nổi trên thị trường Rồi thay đổi nhãn mát bằng thương hiệu của mình Để lừa người bệnh Hiện tất cả đã bị niêm phong Để phục vụ điều tra cái loại thuốc ông nhà tôi quảng cáo có nằm trong danh sách thuốc giả hôm anh Năm? Đầu đầu để tôi coi tiếp. Đông trùng hạ thảo, đau nhức xương khớp, viêm phổi, viêm gan. Chưa, chưa thấy cái loại anh ba quảng cáo vậy rồi. Nhưng mà dù sao cũng bị ảnh hưởng. Vì cái tên công ty đã được đăng tải rộng rãi rồi nè chị. Hèn chi, sáng nay chương trình quảng cáo, không thấy cái mẫu đó nữa. Nhà nước dẹp hoài mà họ vẫn dùng đủ mánh khóe để trục lợi. Thiệt là... Trời ơi, chẳng lẽ dinh dự của một người lính từng lăn lộn trong khói lửa đạn bơm mấy chục năm của mình lại kết thúc ở đây sau trời? Họ đã làm tổn thương anh, tổn thương danh dự vô giá của người chiến sĩ chỉ bằng một chút vật chất thôi. Do thiếu cân nhắc, anh đã phạm sai lầm rồi anh ba ơi. Ông nhà tôi nghĩ đơn giản như ông nói với anh vậy đó. Nhưng ông đâu có biết mình đã vô tình làm quen ố hình ảnh cao quý của người lính cụ hồ trong lòng nhân dân biết bao năm nay rồi đó anh Năm ơi. Tôi hiểu anh ba lắm chị, nhưng chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Thôi thì mình tìm cách khắc phục đi chị à. Phải vậy không anh ba hòa? Trước nhất, anh nói dùm tôi lời xin lỗi chân thành với anh em trong câu lạc bộ hưu trí. Sau đó, tôi phải chịu trách nhiệm việc làm của mình tôi biết tôi sai rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh dinh dự này vô giá của tác giả Lê Ngọc Diễm mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ, giờ này. Thân ái chào tạm biệt.